Sáng tinh sương Chủ nhật, một số phụ nữ mang hương liệu đã làm sẵn để đến thăm mộ. Họ thấy dần đá đã lăn qua một bên mộ. Nhưng khi bước vào, thi thể Chúa Giêsu đã biến mất. Sao các người tìm kiếm người sống giữa dòng kẻ chết? Ngài không ở đây đâu, nhưng đã sống lại rồi. Hãy nhớ lại những gì Ngài đã phán khi còn ở Galilee: con người sẽ bị nộp trong tay kẻ có tội, bị đóng đinh, và vào ngày thứ ba sẽ sống lại. Rồi chúng tôi vào, và thi thể Chúa chúng ta đã biến mất. Sao thi thể Chúa chúng ta biến mất? Kìa, có hai người nam xuất hiện, thiên thần sáng chói như mặt trời, phán với chúng tôi: sao các người lại tìm kiếm người sống trong dòng kẻ chết? Thật đó, hãy tin tôi, hãy tin tôi. Chúng tôi thấy, từ các anh hãy đi xem mộ đã trống không, Chúa đã biến mất rồi. Thầy rồi, anh phải tin chúng tôi. Chúa Giêsu